Trên đời này, có bao nhiêu người đàn bà được mệnh danh là đàn bà bản lĩnh? Và phải làm như thế nào, bằng cách ra làm sao, để người đời có thể gọi bạn là người đàn bà bản lĩnh đây? Xin thưa, đàn bà bản lĩnh là người đàn bà thay vì chọn ngồi khóc một mình, thì họ sẽ chọn cách mỉm cười. Dù cho cuộc đời này có đầy rẫy sự bão giông và phiền muộn, thì họ vẫn mỉm cười. Đàn bà bản lĩnh là người đàn bà bên ngoài thì có vẻ là bình thản, nhưng bên trong thì đầy bão giông. Bởi vì đàn bà bản lĩnh hiểu rõ một điều rằng, nếu như đem câu chuyện của mình ra để kể cho người khác nghe, để nhận được sự cảm thông, thì sẽ trái ngược lại hoàn toàn. Người đời sẽ cười họ và cho họ là người đàn bà ngu ngốc. Đàn bà bản lĩnh sẽ không bao giờ kể chuyện của mình cho bất kỳ một ai nghe. Người đàn bà bản lĩnh là người đàn bà kiên cường, đêm về có thể tự lấy tay của mình cầm kim và khâu lại từng vết cắt trong tim của mình, nhưng đến sáng ngày hôm sau thì lại nở một nụ cười rạng rỡ như chưa có chuyện gì xảy ra. Người đàn bà bản lĩnh là người đàn bà yêu hết mình, nhưng khi họ biết được rằng mình không còn được tôn trọng nữa, thì họ vẫn đủ can đảm đứng dậy và bước đi một cách đường hoàng và không bao giờ phải quỵ lụy. Người đàn bà bản lĩnh thì luôn luôn rõ ràng. Trong tình yêu thì phải có quy tắc, không tranh giành, không giành giật. Bởi vì những thứ dễ dàng có được bằng sự tranh giành, tất cả đều là bỏ đi. Bởi vì mới nói, ai cũng bước vào cuộc đời này bằng sự trong sáng và ngây thơ hết, nhưng lại không có ai giữ được nó đến cuối đời. Có lẽ giông tố và bão lòng của đời người đã khiến cho mọi thứ suy sụp. Cả sự trong sáng và ngây thơ cũng biến đổi theo thời gian. Mến chúc tất cả mọi người phụ nữ luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn là một người đàn bà bản lĩnh. Bởi vì có lẽ cuộc đời này quá đầy rẫy xô bồ để khiến cho đàn bà mất đi sự ngây thơ và đáng yêu của mình.